Chào tất cả người nhà đã trở lại kênh HBK Gaming của mình. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái sự kiện mới cập nhật trong game nha. Thì đây là những sự kiện được cập nhật vào bản update ngày 12 tháng 9 nha anh em. Toàn là những sự kiện ngon không à. Đây, cây vé, cây trái rất là nhiều nha. Đây, ngon ngon anh em ơi. Có sự kiện để anh em tích trái để lấy nhân vật sư tử vàng Siki rồi. Đây, không, toàn là sự kiện ngon nha. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn anh em làm nha. Mình sẽ đi vào từng sự kiện. Đầu tiên thì mình sẽ đi cái sự kiện này trước đi. Cái sự kiện này nhận NPC Usopp ngon nè anh em. Đấy, đợt trước là chúng ta đã nhận được NPC Luffy rồi phải không? Đấy. Đấy. Thì bây giờ chúng ta tới cái cột mốc nhiệm vụ bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 nè tới ngày 19 tháng 9 nha. Đợt này chúng ta sẽ được một vé vàng nè, ngon, với lại NPC Usopp. Bây giờ mình sẽ làm xem thử NPC này có đẹp hay không nha. Còn nếu mà anh em nào, anh em chú ý luôn nè, nếu anh em nào mới chơi đây á, mấy cái nhiệm vụ của mấy cái ngày trước nè anh em đó, ngày, bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 nè, mấy cái nhiệm vụ này nè, anh em nào mà qua rồi á, mà chưa làm á, thì hiện tại anh em có thể bỏ 100 trái vàng ra để mở khó trở lại nha. Đấy, anh em bỏ 100 trái vàng để anh em quay ngược thời gian lại để anh em làm mấy cái nhiệm vụ trước này nè. Đấy, có cái đợt này nè, có cái NPC Luffy cũng ngon nè, nó được thì anh em bỏ 100 trái vàng ra để làm lại ha. À, dành cho anh em nào mới chơi nha, bỏ lỡ mấy cái nhiệm vụ trước. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ đợt này để nhận NPC Usopp nha. Cái này thì anh em đánh 12 trận cái chế độ này nha. Đấy, ok. Rồi thì anh em bấm nút xanh nó đưa tới đâu là anh em làm thôi. Rồi thì cái này thì mỗi ngày nó cho anh em 3 trận phải không. Bây giờ mình sẽ đánh tự động 3 trận luôn. Mình có cái vé này nè, vé này là đánh tự động mà. Đấy là hiện tại nè, đó là được 3 trận rồi ha. Giờ mình sẽ nhận được cái móc này, một vé vàng ngon. Rồi giờ phải đánh thêm wow, 9 trận nữa anh em mới nhận được cái NPC shop. Ok, tiếp tục đánh thôi. Đấy, bây giờ hết cái đánh tự động rồi. Đấy, bây giờ chúng ta phải đánh bằng cái này, anh em bấm vô chỗ này để tìm một người chơi khác. Rồi hai người cùng đánh nha. Đấy, giờ mình sẽ tìm. Rồi rồi, có người rồi, mừng quá. Ok, đấy. Rồi anh em cứ tiếp tục đánh thôi nha. Đánh đủ 9 trận nữa. Đấy, mình sẽ đánh trong một ngày luôn. Còn không thì anh em cứ đánh mỗi ngày em vô đánh 3 trận thôi cũng được. Nào đủ 12 trận thì nhận NPC sớm nha. Còn không thì anh em làm giống như mình nè. Đấy. Một ngày làm hết luôn, đánh đủ 12 trận luôn. Ôi, hai cái này đánh online cùng với một người chơi khác ha. Rồi. Rồi. Ok, rồi. Tiếp tục. Đấy, anh em cứ tiếp tục rồi tìm trận đánh tiếp thôi ha. Đây, mình sẽ thả ra cho anh em xem nè. Đó. Đây. Đây, được 4 rồi ha. Được 4 trên 12 rồi phải không? Tiếp tục. Đấy, vô. Bấm nút chỗ này tìm trận thôi. Đây thì có cái phòng rồi nè, anh em bấm nút này nè để cho tự động tìm nha. Ok, trận thứ 12 anh em ơi, sắp xong rồi. Cũng đánh cũng nhanh anh em ơi. À, 5 phút là xong. Ok nha. Rồi, chuẩn bị nhận NPC Usopp xem thử đẹp hay không đây. Mong là đẹp ha. Ok, miễn phí nha anh em, này là miễn phí, hoàn toàn miễn phí vĩnh viễn luôn. Rồi, đủ nha. Đấy, một phát. Rồi, nhận nha ném. Ok. Wow, ok. Đấy, để ta nhận cái. Ở đây. Wow. Ơi, nhìn ngầu dữ. Không, mà nhìn hơi bắt cười nha. Mà thánh đu sớm mà. Được nha anh em. Được, đỉnh đỉnh, cũng đẹp đấy. Đỉnh nha. Đấy, đây nha anh em. Quá ngầu. Rồi, ta sẽ là vua hải tặc đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những sự kiện mới nè. Đấy, sự kiện này trước đi. Thì cái sự kiện này á, khi anh em đánh xong thì anh em sẽ được 160 trái vàng nha. Khá là ngon. Rồi, thì cái sự kiện này rất là thú vị nha anh em. Bình thường anh em đánh PvP 3v3 phải không? Anh em sẽ điều khiển 3 nhân vật đánh. Còn cái này thì anh em chỉ điều khiển được một nhân vật thôi, nhưng mà vẫn đánh 3v3. Hai nhân vật còn lại là hai người chơi khác sẽ đánh.
nha anh em. Đấy, nói chung này anh em sẽ đánh cùng với bạn bè song ba không biết nhá. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu cái phần quà trước nha. Quà thì đây mấy cái vé này nè, là vé để anh em chọn nhân vật để đánh thôi. Đấy, nói chung mấy cái vé này dễ tìm mà. Đây bên đây góc phải nó ghi là anh em thắng một trận thì anh em sẽ được một vé. Với lại cứ 5 tiếng đồng hồ nó sẽ tặng anh em 4 cái vé. Đấy, nên nói chung thoải mái. Rồi anh em vào đây điểm danh mỗi ngày nó sẽ tặng cái vé nữa. Nãy mình điểm danh rồi nè. Đấy. Rồi cái này anh em đánh đủ 2 trận nè. Rồi cái này vô anh em gọi hỗ trợ. Anh em sẽ được một vé nữa. Rồi bây giờ mấy cái mình sẽ giải thích mấy cái nhiệm vụ nhận trái vàng nè. Đấy, đầu tiên thì dòng đầu tiên nè, anh em nhận 20 trái vàng thì anh em phải đánh đủ 7 trận nè. Rồi tiếp theo dòng này thì anh em đánh trong đó có 5 trận thắng là được. Ok. Rồi rồi cái này á, cái này cái nhiệm vụ này á là anh em vô anh em đánh á là anh em phải kết liễu được đối thủ nha. Có 3 trận anh em hạ được đối thủ. Đó. Chứ không phải là bạn của anh em hạ nha. Đó. Anh em phải tự tay luôn, tự sử dụng nhân vật mình hạ được đối thủ được 3 lần. Đấy, rồi tiếp tục cái này. Cái dòng này á thì anh em sẽ đối thủ anh em sẽ gọi 10 lần hỗ trợ. Lúc anh em đánh em thấy thua anh em sẽ có cái nút hỗ trợ là kêu đổi người đánh á. Đấy, là anh em làm 10 lần là sẽ được 50 trái vàng. Tiếp tục ở dưới đây á là người thằng đồng đội của anh em á nó gọi anh em hỗ trợ 10 lần. Đấy, nói chung ngược lại thôi. Anh em cũng được 50 trái vàng. Nói chung giờ mình sẽ vào đánh đi cho nó dễ hiểu chứ nói sợ anh em không hiểu á. Giờ anh em chọn nhân vật trước nha. Đấy, anh em quen thuần nhân vật nào thì anh em chọn để đánh cho dễ thôi, dễ win. Đấy. Nhân vật VIP thì 4 vé luôn em. Đây mình sẽ qua nhân vật. Đây có Brute nè. Brute sao tam kiếp nè anh em. Rồi thì mình đã chọn nhân vật rồi nha. Thì ở đây có 3 nút nè. Nút xanh này á là anh em sẽ tự tạo phòng. Đó, anh em có thể mời bạn bè vô. Coi ai đang on nè. Đấy, mời vô đánh cùng với nhau. Đấy. Hoặc là anh em có thể chia ra hai bên đánh luôn nè. Anh em có thể mời 5 người khác luôn nè. Đấy. Ở cái này anh em lập team anh em chơi đấu với nhau luôn. cũng được nha. Đấy. Sẽ thoát ra. Còn cái nút giữa này á sẽ chọn cho phe mình thôi. Hồi nãy là chọn cả. Anh em có thể mời lập nguyên team mình và team đối thủ luôn. Còn cái nút ở giữa này chỉ là chọn cho team mình thôi. Đấy. Em mời cho team mình thôi. Còn cái nút bên đây là tự động tìm kiếm trận nha. Đấy, giờ mình sẽ chọn tìm đi chứ giờ này ai đâu anh mời đâu. Đấy, chung nhanh gọn lẹ anh em cứ bấm đây để tự động tìm trận đánh luôn. Khỏi tạo phòng. Rồi. Ok, vô. Wow. Team mình cũng được đấy. Chà, bên kia có xanh tóc đỏ ha, không sao. Ok, vô rô ra trận trước. Đây anh em thấy nè, đây bên đây có mấy nút nè, đó nút gọi hỗ trợ đó. Đấy. Ui giời. Ui giời. Đấy, nếu mà thằng này nè nó gọi mình xuống hỗ trợ. Đấy, thì mình sẽ ra phụ đó ha. Đấy, thì nó sẽ tính được cái phần nhiệm vụ nãy mình nói đó. Yêu cầu được 10 lần hỗ trợ. Đấy. Bây giờ mình sẽ bấm luôn. Ấy. Ấy. Anh em có thể tự bấm để xuống hỗ trợ luôn nha. Không cần phải chờ nó kêu gọi. Đấy. Âu 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 ấy. Ấy. Chết. Rồi. Cái này là xuống hỗ trợ chỉ vài giây thôi. Chưa tới lượt mình đánh mà. Đấy, mình ở vị trí thứ hai nên mình sẽ tới vị trí thứ hai đánh. Rồi kìa. Win 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 win. Ai hạ được xanh là ổn rồi. Đánh kỳ tới mình hả? Chú. Úi trời. Này đánh sao ta? Này. Úi. Ấy trời úi. Này lâu không đánh thì mà không biết. Thấy sao sao sao. Ai dạ. Vậy. À what? Ai không sao không sao. Trời ơi. Ý ý cú 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 cú. Ai. Ấy, ui, kêu hỗ trợ. Đấy mình vừa kêu Morty xuống hỗ trợ đó. Đấy anh em cứ bấm vô. Rồi. Đấy. Ui cha 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 cha. Chết rồi, gãy rồi. Không sao, không sao, không sao. Ok, ok, ok. Ok. Ơi trời ơi, ok, win rồi, hả luôn, hả luôn. Rồi, yeah, hả được rồi ơi, hay. À, hay không rồi anh em, hay không rồi. Wow, rồi, tiếp tục.
Win win chắc rồi. Đấy, lượt thứ ba thì tới bạn này ha. Nhưng mà bên mình vẫn còn hai người sống nha, hai người đầu, bên kia còn một người thôi. Ba win, nói chung trận này win rồi. Đây. Đấy, nói chung hai cái nút này nút hỗ trợ này, gọi hỗ trợ. Nếu mà lúc nãy anh em đánh á, anh em có thể bấm gọi hỗ trợ. Hoặc là nếu mà đối thủ thằng đồng đội mình đang đánh nè. Đấy, nó mà bấm vô mình kêu mình xuống hỗ trợ thì mình xuống hỗ trợ thôi. Đấy. Hoặc là anh em có thể tự bấm hỗ trợ luôn. Chạy nhảy xuống luôn. Đấy, xoay 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 xoay. Ui, ba đấu một mà chẳng lẽ. Chẳng lẽ thua. Ui chà, không được rồi. Thằng thằng bên mình hy sinh rồi. Sao? Bên mình vẫn win nha. Do bên mình hạ được hai bên nó chỉ hạ được một người mà nên mình win rồi. Ok ha. Đấy. Mình sẽ đánh một trận cho anh em xem mẫu thôi. Đây, phần nhiệm vụ nè anh em. Đấy. Rồi đây, đây anh em thấy dưới đây nè. Đó. Nói chung anh em cứ vô đánh thôi. Đây cái phần mà gọi hỗ trợ nè. Đấy. Gọi được hai lần rồi nè. Rồi đồng đội gọi mình cũng được hai lần rồi nè. Đấy, anh em cứ đánh đánh thôi. Nói chung dễ, anh em cứ vô đánh đánh, anh em bắp đại cũng được. Rồi, cứ thế nha. Rồi, mình giới thiệu sơ một trận này kia cho anh em hiểu thôi. Rồi, tiếp tục. Chúng ta qua cái này. Ok, cái này thì nó cũng liên quan đến cái này tí nha. Bây giờ mình sẽ nói bốn cái nhiệm vụ đầu tiên này trước nha. Đấy, nói chung nhiệm vụ này nhận trái vàng, vé vàng rất là ngon luôn. Nói chung đợt này sự kiện rất là ngon nha anh em. Rồi, quay lại nè, bốn cái nhiệm vụ này á, thì anh em sẽ đánh cái chế độ này nè. Đó, đánh chế độ này luôn nha. Không, anh em bấm vô đây nè. Đấy, thì nó sẽ đưa tới thôi. Đấy, thì anh em sẽ bốn nhiệm vụ này thì anh em sẽ đánh. Đây, anh em đánh đủ 6 trận cho mình. Đánh 6 trận này cho mình nha. Của cái đánh 6 trận này nè. Rồi, tiếp tục. Và anh em có 6 trận thắng nữa. Đấy, nói chung anh em đánh làm sao, bán bao nhiêu trận được, có 6 trận thắng là được, là anh em sẽ nhận hết bốn cái nhiệm vụ này nha. Đó, là anh em sẽ được gì 60 trái vàng. Tiếp tục. Dưới đây chúng ta sẽ có bốn nhiệm vụ nữa. Rồi, bốn nhiệm vụ có trái vàng nè. Đấy, có cái nhiệm vụ cuối là có thêm một vé vàng nữa, rất là ngon. Thì cái này anh em cũng đánh 6 trận BVB. Đây, đánh này nè, đánh ranh hay là đánh thường gì cũng được nha. Anh em đánh BVB nào cũng được, đánh ranh hoặc đánh thường gì cũng được. Rồi, anh em đánh đủ 6 trận và cũng vậy, cũng có 6 trận thắng. Đấy, nếu mà anh em thắng đủ 6 trận thì anh em sẽ được thêm cái vé vàng này nè. Anh em chú ý nha. Rồi, mình sẽ giới thiệu sơ vậy thôi nha. Giờ vô đánh nữa sợ video rất là dài. Giờ mình sẽ tiếp tục qua cái nhiệm vụ tiếp theo, nói chung dễ lắm. Ok, cái nhiệm vụ nấu món ăn thì nói chung đợt nào cũng vậy, công thức nó chỉ có một công thức thôi anh em. Đây, thì mình sẽ cho anh em xem cái công thức nè. Đấy, mình làm full công thức luôn rồi đó. Full công thức luôn rồi nha anh em. Đấy, anh em chụp hình lại đi. Rồi qua những ngày sau anh em cứ điền theo công thức đó rồi anh em nấu thôi. Khỏi cần qua những ngày sau vô xem lại video mất công ha, anh em cứ chụp lại. Ok, thì nói chung mày cũng có đăng trên tách cộng đồng á, anh em có thể tải cho nhanh ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm cái đợt này, nói chung anh em chú ý nha, phải tới ngày anh em mới làm được nha. Đây, đấy, ngày 12 tháng 9 nè, ngày 3 tháng 9 nè. Đấy, nói chung sự kiện này thì rất là nhanh, anh em tranh thủ làm, nhưng không là hết hạn uống. Anh em làm đủ 10 món ăn thì anh em sẽ được 100 trái vàng nè. Đấy, nói chung khá là ngon luôn đợt này, sự kiện trái vàng quá trời luôn. Ok, giờ mình sẽ nấu hai cái món này trước nha. Món 1 và món 2 trước. Rồi, anh em bấm vô đây. Từ từ, tìm tài nghiên trước nha. Tìm tài nghiên thì anh em bấm cho nè. Nghiên dễ lắm, anh em khỏi cần quan tâm luôn vậy. Mỗi ngày vô làm nhiệm vụ ngày là tự động nhận. Rồi, vậy được rồi, khỏi nhận thêm đi. Rồi, bây giờ làm luôn nè. Đây, công thức món thứ nhất. Anh em điền cho mình công thức là 4 với 6. Đây, đấy, 4 gà và 6 cái ớt nha. Rồi, anh em bấm nút này. Rồi, chính xác, đấy, đúng là nó sẽ dày nha. Rồi, tiếp tục món thứ hai. Món thứ hai công thức sẽ là 8 2, 8 cục thịt với 2 cái ớt nha. Đấy, rồi ok, đó là ngày hôm nay nha. Món 1, món 2. Đấy, rồi qua ngày mai món 3, món 4, rồi món 5, món 6, món 7, món 8 và đủ 10 món thì em sẽ được 100 trái vàng nha. Đấy, nói chung có công thức rồi, hết rồi đó. Nhưng chứ việc qua những ngày, nói chung tới ngày nó mở, anh em cứ làm theo mấy công thức mình hướng dẫn đó ha. Rồi, ok. Rồi, hết rồi anh em, hết mấy sự kiện mới rồi. Đây, có cái sự kiện này cũ này ra lâu rồi mà mình chưa giới thiệu phải không? Này sẵn đây giới thiệu luôn. Sự kiện này thì cũng khá là ngon ha. Đây, được 200 với trái vàng nè.
vé xanh tím nè. Đấy, ngon lắm. Nói chung này thì khá là dễ. Anh em vô rồi anh em đánh đại thôi. Anh em cố gắng tích đủ 20.000 điểm ha. Nói chung vô nè, anh em cố gắng đánh nhanh nhất có thể thôi. Rồi giờ vô đội hình mặc định vậy luôn. Ok, rồi đánh thôi. Nói chung anh em cố gắng hơi hơi xu rồi đấy, mới cầu lao rồi. Đấy, nói chung anh em mới vô á, anh em cố gắng đánh nhanh nhất có thể là được nha. Đấy, mình mới vô hơi nhập cuộc hơi sukana tí đấy, cũng vẫn bắt điểm kìa em, 1.000 điểm kìa, thấy không? Thấy không đấy, dễ lắm, cứ vô đánh đại đánh bừa thôi, đánh ráng nhanh, đánh nhanh nhất có thể là được nha. Rồi có cái ô cuối cùng nè anh em, đấy nó hơi khác một tí là anh em có thể chọn nhân vật nha. Đấy, anh em có thể bấm nút đây nó tự động chọn cũng được. Đấy, chung anh em cứ chọn những nhân vật nào PvE tốt á. Đấy, như Bitmom nè. Đấy, không, nói chung anh em cứ bấm mặc định đi, không sao hết á. Đấy, còn nếu anh em nào mà siêng thì anh em cứ lựa ha. Ok. Ui, ghê vậy. Ghê vậy sao? Wow. Nói chung ô thứ tư thì đánh sẽ hơi lâu tí đây. Đấy. Đây, anh em có thể bấm đổi qua nhân vật nè. Đấy, đổi qua Bitmom. Ôi. Bitmom thì dập vài phát à. Bạn gãy thôi, cho hút thôi. Cái chiêu hai của Luffy and Bob là hút lính nha. Ôi cho ai. Ôi chưa luôn hả, còn tí à, còn này nữa, mí máu nữa. Rồi win nè, ui win nè, đây coi thử bao nhiêu điểm. À, 2.500, còn 2.600 điểm rồi. Ui dư sức luôn em. Rồi, đây, mình đã đánh xong cái phần ô thứ nhất nha. Tiếp tục anh em cứ đánh qua ô thứ hai thôi. Đấy, cũng tương tự y vậy thôi anh em. Đấy mà nó sử mà anh em sử dụng nhân vật khác thôi. Đấy, nói chung tương tự y vậy à. Đấy, mình mới đánh ô thứ nhất mà được 5.500 điểm rồi nè. Đấy, thì anh em cứ đánh 4 ô là dư sức 20.000 điểm rồi, thấy không? Đấy. Đấy, ok rồi, anh em cứ nhận quà thôi. Rồi, ok, thì xong nha anh em. Mình hướng dẫn sơ mấy cái nhiệm vụ mới cập nhật đợt này thôi. Wow, ưng nhất là cái NPC nè. Với lại nói chung sự kiện đợt này nhận trái khá là nhiều nha. Vé cũng được, vé vàng này kia cũng được đó. Anh em cố gắng vô làm nha. Đấy, nói chung có trái để anh em quay nhân vật sư tử vàng Shiki rồi đấy. Wow, NPC này ok phết nha anh em. Chung miễn phí mà vậy quá được rồi, mình vĩnh viễn luôn nha anh em. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha. Cảm ơn anh em đã xem video, nhấn like và chia sẻ video giúp mình cũng như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo. Bye bye. Wow, quá tuyệt vời.